những điểm chính cả làm để chuẩn bị cho cơ vận sắp tới cho những người ở Việt Nam thời này. Nhất là bây giờ giữ cái tâm cho nó bình thản. Mình nên nhớ là mình không có xoay chuyển được cái cơ vận, mình không có xoay chuyển được kinh tế, mình có cố gắng kiểu nào thì nó cũng làm cho mình rất là buồn và khó chịu. Khi mình không có tu được, mình giữ cái tâm thanh thản là chính. Thì cái cách giữ tâm thanh thản là lấy cuốn kinh Thiên Tâm ra đọc, để cho các gì gia hộ và kiếm dấu Thiên Tâm này đeo và dán trong nhà cho nhiều, để cho âm binh nữa họ chết chóc nhiều lắm, họ đừng có đi vô trong nhà của mình. Đức Thầy à, Đức Thầy khấn, Đức Thầy rồi khấn cha khấn mẹ, rồi ngồi thiền, ngồi mỗi ngày ngồi nửa tiếng kiếm gốc gì đó, ngồi đọc chú, nhớ ngồi thiền phải đọc chú nha, tại Việt Nam vong linh nhiều lắm, đọc chú Đại Bi hay là đọc chú gì cũng được, chú Phật Mẫu Chuẩn Đề cũng được. Rồi còn về mặt đời thì học tiếng Anh, chú Hồ chỉ nói nó không có lâu, Hồ chỉ đón khoảng đó năm rồng, chỉ còn tính tháng thôi, nước Việt mình có thể thay đổi vậy đó.